Đây là chiếc máy xay sinh tố hàng Nhật bãi. Ở chiếc này là có thương hiệu là đây, Min Mixer đây. Đấy, về hình thức thì đẹp keo rồi. Máy chạy điện 100V và công suất nó là 250W nhé. Cốc thủy tinh 800ml. Đây, mình sẽ quay chi tiết. Rất đẹp luôn này. Dao thép titan nhé, dao lưỡi dao cưa rất là sắc bén luôn. Rồi, bánh răng đẹp keng hết luôn nhé. Răng cao su rất là bền chắc chắn. Đây là mặt dưới này, motor còn rất đẹp luôn nhé. Thông số kỹ thuật điện 100V là công suất 250W nhé. Hàng sản xuất tại Korea, made in Korea. Nhật họ đặt nhà máy sản xuất ở Korea nhé. Còn nó đời cao đa phần đặt nhà máy bên China đó. Đó, con này sản xuất đời 95. Đời 95 mà vẫn còn đẹp keng nhé. Đẹp thiếu số rồi. Bây giờ mình sẽ test tiếng máy kêu nhé. Con này chắc chắn là tiếng sẽ rất êm. Mà đằng trước này có 3 nút là nút tắt này, nút tấn chạy em được. Máy chạy rất khỏe, êm luôn, êm ru. Lúc này là nút nhấn nhả này. Đó. Máy xay sinh tố dùng nút này là rất là bền máy này. Đó. Rồi, ok, bạn nào có nhu cầu mua liên hệ theo số điện thoại 035 874 2679 nhé.